Một trong những top dòng bảo dưỡng sen cao cấp, thời gian sử dụng lâu, giúp cho nhông sen dễ bền bỉ hơn thì không thể không gọi tên Envergenix này nha. Một sản phẩm chất lượng hàng đầu của Đức. Ở đây mình có hai loại dưỡng sen cùng dung tích là 400ml. Đầu tiên là EX50. Em này khi xịt lên, sen sẽ kêu khá là êm và giảm tiếng cực kỳ tốt. Dùng được 5 tháng đến 1 năm lận đó nha. Vì lâu lâu mới xịt lại, mà một lần xịt thì chạy được 300km tùy theo điều kiện thời tiết. Còn MK50 này là bản nâng cấp hơn, được đánh giá là tăng độ bám lên gấp 12 lần so với các dòng khác. Các loại trên thị trường thì chịu được nhiệt từ 400 đến 500 độ C. Còn M50K này thì có thành phần là boron ceramic chịu nhiệt lên tới 1450 độ C. Mới xịt ra thì ở dạng lỏng, dễ dàng bám vào các khe của sen, tăng khả năng bám dính, không bị văng, đặc biệt là kéo dài tuổi thọ, được làm từ 100% dầu gốc tổng hợp. Bảo vệ màu sen, không làm thay đổi màu sen. Nói chung hai em này rất là đáng đồng tiền bát gạo nha. À, để mà dưỡng sen hiệu quả thì phải làm sạch sen. Em này là EX69 với dung tích là 800ml. Dung tích khủng nhất trong những dòng rửa sen trên thị trường hiện nay, không làm thay đổi chất lượng sen nhưng lại có khả năng làm sạch mạnh mẽ các chất dầu nhờn, bụi bẩn. Sử dụng lâu dài, tiết kiệm hiệu quả. Sau khi mình rửa sen xong thì lau khô sen rồi xịt dưỡng sen là xong nha. Khi mua một trong những sản phẩm của Vergenix thì sẽ có cơ hội được nhận thêm một em bàn chải 3D nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.